Đằng sau mỗi lá cờ của một nước đều mang một ý nghĩa riêng, một câu chuyện riêng, gắn liền với chặng đường lịch sử, ẩn chứa bên trong niềm tự hào dân tộc. Hiểu về mỗi lá cờ là hiểu được tinh thần của mỗi đất nước, cùng nhìn rộng ra thế giới với series Chuyện bất ngờ về những lá cờ. Bây giờ thì chúng ta đang cùng nhau có mặt ở Chuyện bất ngờ về những lá cờ. Rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng với quý vị trong một chuyến hành trình khám phá về quốc kỳ của rất nhiều quốc gia trên thế giới này. Và ngày hôm nay, nhân vật chính của chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chính là quốc kỳ của Qatar. Quốc kỳ của Qatar thì gồm có hai màu nâu và màu trắng đan vào nhau tạo thành 9 răng cưa. Đây cũng là lá cờ quốc gia duy nhất có chiều rộng lớn hơn 2 lần chiều cao. Lá cờ màu nâu maroon với một phần răng cưa bên trái này được cho là khá giống với lá cờ của nước láng giềng Bahrain. Nhưng cờ của Bahrain thì màu đỏ với tỷ lệ 3-5, còn cờ Qatar thì có màu nâu maroon và tỷ lệ thì là 11-28. Nói về chi tiết thì 9 cạnh răng cưa tách phần màu trắng và phần màu nâu ở trên quốc kỳ của Qatar tượng trưng cho vị trí thanh niên thứ 9 trong Hội đồng Hòa giải các nước Ả Rập tại Vịnh Ba Tư của Qatar trong kết luận Hiệp ước Qatar-Anh vào năm 1916. Phần màu trắng của lá cờ tượng trưng cho sự hòa bình. Trước đó, quốc kỳ của quốc gia này có một phần sẫm hơn, người ta gọi nó là Qatar Maroon, thể hiện lịch sử của thuốc nhuộm màu tím đã có ở quốc gia này vài thế kỷ trước. Người ta khẳng định rằng Qatar là nơi có những cơ sở sản xuất thuốc nhuộm bằng vỏ động vật rất sớm trong thời kỳ được cai trị bởi người Kassite, và đến nay thì vẫn còn ngành công nghiệp sản xuất thuốc nhuộm tại quần đảo Ankhor. Mohammed bin Thani, người cai trị từ năm 1847 đến năm 1876, đã đề xuất tạo ra một lá cờ với một màu tím đỏ để thống nhất đất nước và để làm nổi bật vai trò sản xuất thuốc nhuộm trong lịch sử Qatar. Ban đầu cũng vì thế mà cờ Qatar có nền đỏ tương ứng với cờ đỏ truyền thống được sử dụng bởi những người Hồi giáo Kassite. Trong thế kỷ 19, chính phủ thay đổi hoàn toàn lá cờ đỏ với thêm một sọc trắng dọc xuống bên trái cho phù hợp hơn. Sau nhiều sửa đổi bổ sung, màu nâu maroon đã được chuẩn hóa vào năm 1949. Do đất nước có khí hậu nhiệt đới sa mạc, màu cờ có phần nghiêng về màu tối hơn. Quốc kỳ của Qatar đã được thông qua vào ngày 3 tháng 9 năm 1971. Ở đất nước này, quốc kỳ được xem là đặc biệt nhạy cảm. Năm 2012, thì cố vương của Qatar đã ký ban hành luật với những quy định nghiêm khắc về hành xử đối với quốc kỳ. Trong đó có điều khoản bất cứ công dân Qatar nào khi thấy quốc kỳ đều phải ngay lập tức dừng lại để chào. Ai có hành vi bất kính với quốc kỳ có thể đối mặt với 3 năm tù giam hoặc nộp phạt 55.000 đô la Mỹ. Quả là một thông tin rất là bất ngờ đúng không ạ? Và quý vị nghĩ rằng mức phạt như thế là đã ok chưa? Hay là còn phải phạt nặng hơn nữa? Hay là phạt nhẹ đi một tí? Thì hãy chia sẻ cùng với chúng tôi nhé! Hãy comment ngay trên ứng dụng FPT Play hoặc là inbox trực tiếp vào fanpage Pladio. Còn bây giờ thì thời lượng của Chuyện bất ngờ về những lá cờ phải khép lại thôi. Sugar xin chào và hẹn gặp lại quý vị! Bye bye! Các bạn đang nghe Pladio!